tối 8 giờ nó diễn. Diễn 1 tiếng tới 8 giờ. À cái tàu con rầm phun á. Không phải rầm phun. Không phải rầm phun. Ngày Hội An mà. Xong đó là cổ của Hội An bây giờ phát phát để chụp hình. Gia đình mình muốn cưới tóc ở đâu cô? Hả? Gia đình xong là muốn cưới tóc ở chỗ nào? Chỗ gửi xe. Chỗ nãy đó luôn hả? À chỗ nãy đó gửi xe trăm á. Đây là một bữa dân tóc của bà này. Trường xưa này chùa hả? Chùa nè, sứ quản nè, tên em sứ quản nè. Cái bài hát tình em sứ quản nè. Nè, đã hát rồi, hát ra để hát rồi. Ở đây là em chụp hình đó hả? Chụp hình gì? Chụp hết 6-7 người. Mệt quá, đi đi chụp mệt. Để làm kỷ niệm một tấm thơ. Thôi thì chúng ta đi đứng xuống kia mình chụp. Để máy lấy máy ra quay cả. À quay quay. Mình đứng xuống lại thấy không? Đi quay ra lấy máy bao nhiêu nha. Lấy máy khỏi đi 60 ngàn được rồi. Đi được rồi. Thôi đi chơi được rồi. Bữa nay đẹp mà. Mình đứng xuống tầm giống đẹp. Mất cái đó. Không biết tiếp vậy. Khỏi. Khỏi quay. 3 triệu lấy máy ra quay cảnh. Quay này thì chút vừa rồi ở đây quay. Đưa em quay cho cái máy về á. Quay nè, bây giờ là nó bấm cái giờ quay, bấm cái giờ chụp hình rồi quay. Cố lên kèo nó đẹp nên mình tự. Cố lên nè, đẹp. Thôi khỏi chụp lại. Chụp quay nghiêng như này, đứng đứng quay như nó không có nhiều không. Đây là khu Rượt Bay Rượt Sông mới mở. Quay tấm người đã cố cầu sang thu bộ nên đường chiều cầu thủ để ngõ đi chỗ nắp chụp hình á, mấy ngàn cái máy hình á, đây quay tóc đỏ là quay á, thì chung lớn lên cho nó to, quay quay rồi quay, có gì ba tay kìa, ô đám cưới, còn có mấy tay kìa, tay Việt Nam đấy. Kéo là cặp vô nước này đi quá to là cho nó rõ đi à, quay qua mấy cảnh kìa mấy xong đó chị cầm gì nè chị quay dễ chị gì đó tắm rồi chị thích cảnh nào chị đưa lên chị xuống chụp hình chơi hỏi đó quay thuyền chạy rồi kìa quay cảnh cái nước thuyền chạy rồi 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 đập lên phố cổ Hội An. Mình nói tiếng nó vô giờ thì mình lấy dạ phố cổ Hội An Nam Kỳ Đà Nẵng Đà Nẵng Quảng Nam Đà Nẵng. Thôi chạy vòng ngoài thôi, vừa chủ yếu là vô phố cổ đi.